Các bạn cho các em. Trong video trước thầy đã hướng dẫn giải cho các em đến câu 48 trong 110 bài tập trắc nghiệm ôn thi giữa học kỳ 1 môn hóa 11 thuộc chương trình sách mới. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các em giải các câu còn lại. Thì thầy sẽ giải những câu mà lý thuyết trước, một số bài câu bài tập mà phức tạp thầy sẽ giải ở cuối video nha. Để giúp cho các em nào mà căn bản mình học trước đi. Nhiều lúc mình coi những bài tập khó quá trước thì mình sẽ thấy rằng mình nản ha. Do đó thầy sẽ làm trong cái video phần 2 này là thầy trích lọc những câu hỏi lý thuyết và câu hỏi bài tập cơ bản trước, còn những bài tập mà khó thầy sẽ để ở cuối video để chúng ta giải nha. Ở đây chúng ta bắt đầu từ câu 49 ha. Trong video trước thầy đã hướng dẫn giải cho các em đến câu 48 rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục nha. Câu 49 thầy sẽ để ở cuối video thầy giải nha. Câu 50 là dung dịch pH bằng 7. pH bằng 7 là môi trường trung tính. Thì nó tạo ra bởi một đây là KClO3 là muối rồi nè, là muối trung tính rồi nè, chắc chắn pH nó bằng 7 rồi. Thì các em chọn câu D luôn. Thì thường nó tạo bởi một axit mạnh và một bazơ mạnh là KOH đó. Thằng này tạo bởi một bazơ mạnh là NaOH và một cái axit yếu. Thằng này không phải là một axit đâu, là phenol, các em chưa có được học. Thằng này nó có nghiêng về tính bazơ, nghĩa là pH nó sẽ nhỏ hơn, sẽ lớn hơn 7. Đây là cation của kim loại mạnh. Tương tự thằng này là cation kim loại mạnh nên nó là tạo thành bazơ mạnh và một axit yếu, cho đó nó nghiêng về tính bazơ. Thằng này là anion gốc axit mạnh. Nghe các em. Axit mạnh, thằng này là bazơ yếu là từ NH4OH á. Nó là bazơ yếu, do đó là nó nghiêng về tính axit. Này pH nhỏ hơn 7. Vậy chỉ có câu D thôi nha các em. Tiếp tục câu 51 là các cho các dung dịch muối. Thì những dung dịch làm bị tím hóa xanh. Bây giờ các em cứ làm theo cách hồi nãy đó. Thằng này là bazơ mạnh là và axit mạnh này, trung tính rồi. Thằng này là gốc axit, này là axit yếu. Nha các em. Axit yếu. Thằng Na là tạo bởi kia, Na là NaOH đó, thì nó là bazơ mạnh. Vì thế nó nghiêng về tính bazơ, nghĩa là pH nó sẽ lớn hơn 7. Vậy là thằng này sẽ là thằng này sẽ là làm bị tím hóa xanh ha. Xanh là một cái này. Nếu các em không hiểu chỗ này thì các em hình dung là CO3 natri nó không có thủy phân. Cation kim loại mạnh nó không có thủy phân, chỉ có CO3 thủy phân nó nhận H cộng trong nước á. CO3 2 trừ nó nhận với H tác dụng H2O, nghĩa là nó nhận H cộng. Nó tạo thành H CO3 trừ cộng OH trừ, nó tạo ra một cái môi trường kiềm nha. Do đó pH nó sẽ lớn hơn 7 một chút ha, lớn hơn 7. Tiếp tục NaNO2 thì rõ ràng NO2 là cái gốc axit yếu, còn Na là nó nghiêng về 3 giờ rồi, mạnh rồi. Do đó là thằng này sẽ là pH sẽ lớn hơn 7 nè. Cái này cái thứ hai này. Thằng này trung tính rồi, axit mạnh và 3 giờ mạnh. Thằng này cũng vậy, gốc axit mạnh, 3 giờ mạnh. Thằng này là 3 giờ mạnh, axit yếu, vậy là thằng này được này. Thằng này axit mạnh rồi. Thằng này 3 giờ yếu và nó nghiêng về axit, này pH nhỏ hơn 7 rồi. Thằng lưu hình và thằng natri, thằng lưu hình là gốc axit yếu từ H2S đó. Này là 3 giờ mạnh rồi, vậy là mình sẽ có số 8 nữa nha. Vậy là chúng ta sẽ có là 1 3 1 3 6 8. Các em chọn câu C. Cái thằng sunfua này S2 trừ này các em, S2 trừ này nó thủy phân trong nước, nó nhận H cộng nó nhận H cộng nha, nó nhận H cộng thì nó có tính kiềm. Tại vì theo lý thuyết về Rontes á, nào nhận H cộng thì nó là 3 giờ đúng không, cộng thì lúc này nó cho môi trường OH trừ, nó sẽ là HS trừ đấy. Câu 52 thì bài tập cũng như là cũng đơn giản, thầy sẽ làm luôn. Cho 26,8 gram ít gồm có canxi carbonate và magie carbonate vào axit HCl vừa đủ thì thấy thoát ra 6,72 lít khí, chắc chắn là lít khí CO2 rồi đúng không, tại vì thằng CO3 nó kết hợp với thằng H cộng nó cho ra H2O cùng CO2, do nó khí CO2. Và dung dịch Y chứa 10 gram muối clo, là muối canxi cloruro và magie cloruro đó,
tìm M. Thì bài này các em có thể viết hai phương trình, hoặc là nếu mà các em làm nhanh một xíu thì không cần viết phương trình. Chúng ta gọi X là số mol CaCO3, Y là số mol MgCO3, thì dẫn đến là CO2 thoát ra chính là X cộng Y. Tại vì thằng này nó có một cái C thôi, thì nó phân ly ra một C tạo thành một CO2. Không cần viết phương trình nha. Thằng này X mol thì thằng này phải là X mol. Thằng này magie CL2 mà cộng HCl nó cũng tạo ra CO2. Cái này có một C, thằng này cũng có một C, do đó nó cũng tạo CO2 là Y. Do đó chúng ta có tổng số mol CO2 là X cộng Y. Vậy là mình có được X cộng Y bằng số mol khí thoát ra, lấy cái này chia cho 22/4. Số mol khí ở điều kiện tiêu chuẩn là các em lấy thể tích chia 22/4 được hết 3. Đó. 6,72 chia 22/4 bằng hết 3. Rồi, đó là một phương trình. Tiếp tục phương trình thứ hai nè, là phương trình của cái khối lượng, tổng khối lượng muối là 26,8. Khối lượng muối thì lấy số mol là mình gọi nè, mình nhân cái M lớn là phân tử khối là 100 nha, canxi 40, CO3 là 60 nữa. Vậy là mình có được là một khối lượng, đó là 100x. Tiếp tục khối lượng của MgCO3, CO3 là 60 cộng 24 là 84, và 84y là khối lượng của MgCO3 bằng 26,8. Đấy, thì lúc này em sẽ tìm được xy. Được chưa? Giờ mình nhập máy mình tìm xy trước đi. 1. Đây là 100. 84. 26,8. Mình ra được 0,1 là x. Cũng 0,2 là y. Rồi. Có được cái xy rồi. Thì lúc này các em thấy rằng nó tạo thành hai cái muối. Mình tính khối lượng muối là muối của Mg CL2 và Ca CL2. Thằng này Ca là khi mà nó phát phản ứng á, nó có một canxi, thu được một canxi nên tỷ lệ 1:1, nên cái này x mol thì cái này cũng là x mol. Thằng magie mà tác dụng HCl nó cũng cho ra magie CL2, cái này có một magie thì cái này cũng có một magie, thì cái này cũng là cùng số mol. Các em không cần viết phương trình nha. Còn nếu mà các em viết phương trình ra thì các em làm cũng vậy thôi. Do đó chúng ta sẽ có được cái số mol của hai cái muối rồi, thì em tính được khối lượng muối luôn. Vậy chúng ta có khối lượng muối nè, M sẽ bằng khối lượng của này nha. Là x là mình giải xong rồi là khối 1 nhân cho M lớn của CaCl2. CA là 40, clo là 35,5 nhân 2, 71. Tiếp tục khối lượng của magie CL2, Y là 0,2 nhân magie là 24 cộng clo 2 là 71. Rồi em bấm máy thôi. 0,1 40 đi cộng 71 nhân 0,1 cộng cho 0,2 nhân 24 cộng cho 71 30,1 gram. Rồi. Quá. Câu 53, để pha được 1 lít dung dịch chứa Na2SO4 cần lấy bao nhiêu gram những cái muối này? Ở đây mình căn cứ vào cái gì đây? Mình lấy muối nào thì mình phải dò từng cái. Bây giờ thầy không thì mình tính cái số mol sunfat trước đi. Tính số mol sunfat trước cho thầy nha. Gốc sunfat thôi. Ở đây mình thấy rằng đây là gốc sunfat, số mol gốc sunfat này. Nó bằng số mol phân tử, tại vì Na2SO4 nó phân ly ra 1 SO4 2 trừ thôi. Do đó cái số mol SO4 2 trừ trong dung dịch đó, nó sẽ bằng số mol thằng này. Đúng không? Cộng cho số mol thằng này. Đó là tại vì SO4 2 trừ nó nằm trong hai cái góc này, hai cái muối này. Hai cái muối này đều phân ly ra 1 SO4 2 trừ hết, nên số mol của nó bằng số mol phân tử luôn. Rồi em tính ra thôi. Thằng này số mol thì bằng 0,04 nhân cho 1 lít là bằng 0,04, cộng với này 0,05 nữa là 0,09. Vậy rõ ràng các em thấy rằng số mol SO4 2 trừ bằng 0,09. Vậy là mình phải dò cái đáp án trong đây này. Thằng nào mà SO4 2 trừ bằng đúng bằng 0,09 thì mình chọn nha. Trước tiên là mình dò câu A thử coi. Thằng này là 96. Rồi bây giờ mình tính số mol của thằng K2SO4 này là 12,15 chia kali là 39 nhân 2 là 78 cộng 96 là SO4 nha.
Rồi em trai, nhiêu đây là không phải đáp án 009 nha, bỏ câu đó đi. Tiếp theo thầy dò câu C này, dò câu C này. 15,66 chia cho kali là 39 nhân 2 là 78 cộng 96 bằng đúng bằng 0,09 luôn. Rồi, khả năng câu này tại vì hai cái số liệu này khác nhau. À mình kiểm tra câu này nữa có đúng hay không nha. Câu này khúc này đúng rồi này. Kiểm tra khúc này có đúng hay không. Nếu mà nó không đúng thì mình loại luôn. 12,78 chia natri là 23 nhân 2 là 46 cộng 96 cũng bằng 009 luôn. Thì câu này sẽ loại, đúng không? Loại câu này. Tiếp tục mình tính đến liên quan tới kali hoặc là Na cũng được tùy các em. Ở đây kali nó nằm hai chỗ luôn, vậy thì thầy tính cái Na thôi. Na ở đây là nó phân ly ra 2 Na cộng. Do đó số mol của Na cộng nó vẫn gấp đôi số mol cái phân tử này. Mà số mol phân tử này thì em tính là 0,04 nhân 1 rồi là 0,04 rồi, và nhân 2 lên là 0,08. Vậy số mol của Na cộng á nó bằng 0,08. Rồi bây giờ mình tính rằng thằng Na đây đúng là đúng 0,08 hay không nha. Nếu mà đúng thì chọn luôn. Là 6,8 chia natri là 23 cộng NO3 là 62 đúng không? Này, oxy là O3 là 48 cộng nitơ 14 là 62. 0,08. Rồi đúng 0,08 luôn này. Rồi em chọn luôn nha, vậy câu C. Rồi, chúng ta qua câu tiếp tục 54. Dung dịch chứa các ion đồng 2 cộng K cộng NO3 trừ SO4 2 trừ X, tìm giá trị X thì các em áp dụng bảo toàn điện tích. Tổng số mol điện tích dương bằng tổng số mol điện tích âm. Ở đây chúng ta có số mol điện tích dương nè, 0,02 nhân 2 được 0,04 cộng cho 0,1 nữa là 0,14. Vậy là 0,14 số mol điện tích dương. Điện tích âm cũng vậy luôn. Ở đây chúng ta sẽ có là X nhân 2 là 2X cộng 0,05 nhân 1 là 0,05. Nó bằng 0,14. Từ đây các em sẽ giải tìm X là sao. 0,14 trừ 0,05 chia 2 bằng 0,045. Để cô đi. Cho 4 dung dịch trong suốt, mỗi dung dịch chỉ chứa một loại cation. Mỗi dung dịch chỉ chứa một loại cation và một loại anion trong các ion sau. Các dung dịch đó là. Thì các em thấy đây có tất cả là 8 cái ion đúng không? Trong đó có 4 cation và 4 anion. Thì ứng với 4 dung dịch thì nó phải tồn tại các loại cation và anion này, chứng tỏ rằng nó không thể nào tạo kết tủa được. Em nhìn AG CL này thì không bao giờ tạo thành một cái dung dịch có cả A cộng và CL trừ được, tại vì thằng này là muối không tan kết tủa, thằng này không có phân ly được. Cứ kết tủa là các em loại đi nha. Này là bỏ loại hai câu này rồi. Thằng này có thể AG cộng và NO3 trừ hợp lý, NA cộng và CO3 2 trừ đúng, AL3 cộng và SO4 2 trừ đúng, tại vì nó vẫn nó trong dịch nó sẽ tồn tại các cation và anion này ha, tương tự này luôn. À hai câu AC giống nhau nha. Đáng lẽ tác giả người ta thêm sửa lại chỗ này BaSO4 đi. Để mình loại cái câu A nha. BaSO4 thì mình sửa chỗ này thành AlCl3. Đấy, chưa? Tại vì hai câu này trùng nhau các em. Thì một câu là BaSO4 là câu này nó không thể nào nó tạo ra Ba2 cộng và SO4 2 trừ được. Tại nó là không phân ly ra nha, nó là một cái kết tủa đó. Câu 55, 56. Khi hòa tan trong nước, chất nào sau đây làm vì tím chỉ màu xanh? Thằng này là trung tính rồi, 3 giờ mạnh, axit mạnh. Thằng này axit mạnh, 3 giờ yếu, NH4OH là 3 giờ yếu đó. Vậy thằng này là axit là nguyên vì tính axit, nó hóa đỏ mới đúng. Thằng này nè, thằng này chắc chắn là hóa xanh này. Đúng không? Thằng này hóa đỏ này, tại vì CL góc axit mạnh, còn FeOH 3 lần là góc 3 giờ yếu ha. Câu 57. Cho các muối sau, số muối mà có pH bằng 7 ha. pH bằng 7. Đầu tiên, đây 3 giờ mạnh là bởi góc axit mạnh rồi, bằng 7 đúng nè, một cái. Thằng này là góc axit yếu rồi, thằng này không thể nào pH bằng 7 được. pH lớn 7 rồi. Thằng này đồng 3 giờ yếu. Góc axit mạnh lớn 7 luôn. Thằng này là lớn hơn 7 luôn. Này lớn hơn 7 luôn.
Thằng này trung tính bằng 7 này. Có 2 thôi các em. 58, phản ứng nào, phản ứng hóa học nào sau đây có phương trình ion thu gọn là H cộng OH trừ, em nhìn vào đâu là axit là 3 giờ được. Đây axit là 3 giờ này. Đấy không? Thì khi mình biết phương trình ion thu gọn á thì mình khử được Cl trừ bên này và mình khử được natri cộng bên này. Lúc này nó còn H cộng và OH trừ. Cho ra nước ha, cậu A luôn. Thằng này tạo cái tủa rồi, không thể nào ra nước được, thấy không? Tủa này. Không? Còn thằng này bên đây là HCO3 trừ, không? Nó không phải là OH trừ, thằng này là OH trừ mất rồi. Câu 59. Trong các cặp chất sau đây, cặp chất nào cùng tồn tại trong dung dịch? À, cái cùng tồn tại nha. Thì không thể nào phản ứng tạo ra khí hoặc là kết tủa được nha các em. Nếu mà tạo ra khí hoặc kết tủa thì không thể nào nó tồn tại cái dòng đó. Ví dụ trường hợp này nó cho ra AlCO3. À, kết tủa rồi đúng không? Kết tủa rồi. Phản ứng 59 này các em không thể nào viết theo cách mình suy nghĩ là Al2CO3 đâu nha. Cái phản ứng này nó khó chỗ này này, các em chú ý này, cái Al á, cái Al3 cộng á, nó thủy phân á, mình học hôm bữa rồi, nó thủy phân trong nước á. Cái phần thủy phân cái bài số 2 nha các em. Nó sẽ tạo thành gì? AlOH đúng không? 2 cộng cộng với H cộng. Đấy. H cộng này này các em, cái H cộng này này. Khi Al3 cộng trong nước á, nó cho ra H cộng kết hợp với CO3 2 trừ trong đây. Có nghĩa là H cộng này nó sẽ cộng với CO3 2 trừ ứng với thằng này đó, thằng này này. Tại vì thằng này trong dung dịch nó có Na cộng và CO3 2 trừ. Thì nó tạo thành CO2 cộng với nước. Chưa? CO2 cộng với nước. Mình vô không? Còn lại CO2 cộng với nước. Lúc này trong dịch nó vẫn còn Cl trừ và Na cộng. Cl trừ là do này nó phân ly ra Al3 cộng và Cl trừ. Cl trừ nó không bị thủy phân. Nó còn lại natri cộng cũng không bị thủy phân, còn lại hai này hút kéo lẫn nhau cho ra NaCl. Vậy sản phẩm khi mà cho hai này tác dụng á, nó sinh ra ba cái chất này nè. Nha, nó sinh ra ba chất này. Mình phải giải thích kỹ chỗ này rồi nha. Al này, đó, thủy phân cho ra H cộng. H cộng axit tác dụng với CO3 2 trừ cho ra CO2 cộng nước. Chưa? Đấy. Không thì các em có thể hiểu rằng HCl cũng được. H cộng kết hợp với Cl. HCl cộng Na2CO3 cũng được. Em có thể hiểu phản ứng này nó như thế này nè. HCl. À, thầy thiếu cái tủa chứ, cộng thêm cái tủa nữa. Cộng AlOH 3 lần. Đó, vậy là sản phẩm thu được sẽ là AlOH 3 lần cộng với NaCl cộng với CO2 nha. Nước bên đây mình viết rồi thì bên đây mình bỏ nước đi. Bên này có tạo cái tủa rồi không được nha, không bao giờ tồn tại hai chất này đâu. Vậy nó phản ứng nó sinh ra chất mới rồi. Thằng này AgCl kết tủa mất rồi, không được. Có kết tủa bỏ. Bây giờ mình kiểm tra hàng này, rõ ràng thằng này có là H cộng kết hợp với HCO3 trừ. Thì các em biết ngay sinh ra khí, đó là khí CO2. Tại vì H cộng tác dụng HCO3 trừ nó cho ra H2O cộng CO2. Vì thế phản ứng này chắc chắn sẽ ra sinh ra khí rồi. Vậy là câu C nha. Nha, muối với 3 giờ. Muối mà tác dụng 3 giờ thì chắc chắn phải có hiện tượng là khí hoặc là kết tủa, nhưng mà cái này không bao giờ tạo kết tủa khí được. Rồi chúng ta qua câu 60. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tố nitrogen. Nitrogen là có 7, là ô thứ 7, có 5 e ngoài cùng đúng không? 5 e ngoài cùng. Ở đây là 7 e này, 5 e này, câu B. Số 1. Trong hợp chất nitrogen có mức số oxo nào sau đây? Nitơ là trừ 3 thấp nhất. Trong NH3 hoặc là NH4 cộng á, nitơ là trừ 3 này. Thiếu số 0 rồi. 0, 1, 2, 3, 4. À, câu D. 62. Chất nào sau đây tác dụng với nitơ ở nhiệt độ thường là liti nha. Liti tác dụng với nitơ. Chưa? Thì cho ra gì các em? Cho ra liti 3N. Đây là muối nha, ở nhiệt độ thường. Còn phản ứng này phải có nhiệt độ mới được. Câu 63. Ở nhiệt độ thường nitrogen khá trơ về mặt hóa học là do. Khá trơ là do nó có liên kết 3 bền, khá bền. À, phân tử nitrogen có liên kết 3 khá bền. À, nitơ này liên kết 3 luôn.
một cái liên kết phụ trục và hai cái liên kết bi là xuyên hữu bên đó, rất là bền, khó tách ra lắm, năng lượng liên kết lớn. 64 trong một thí nghiệm người ta thu khí nitrogen bằng phương pháp dời nước, vì dời nước ra là nghĩa là ít tan trong nước, không, nitơ là rất ít tan trong nước, tại vì nó là một cái dung, nó là một cái phân tử không bị phân cực, do đó nó không thể là tan trong cái dung môi phân cực được, được chưa? Thông thường là các phân tử mà bị phân cực như HCl phân cực về clo chẳng hạn, thì cho vào nước thì nó sẽ tan ra. Tan ra trong dung môi phân cực là nước, nước là nó có hai đầu dương âm là bị phân cực, H cộng OH trừ á, nó bị phân cực ở chỗ là oxy này, về phía oxy này, phân cực về phía oxy nha. Đó, do đó nó bị phân cực về phía này này. Này là âm này, điện âm này, điện dương này. Do đó nó là phân cực, thì nó sẽ hút kéo mấy cái thằng phân cực con này, nó hút kéo không, đây là không có phân cực nha các em. Nó không có tồn tại điện tích ở hai đầu này, nó không hút kéo được, không tan trong nước. 65 nitrogen thể hiện tính khử thì chắc nó phải tác dụng với chất oxy hóa thôi. Còn hydro là chất khử rồi, magie và kim loại thường là nó là những chất khử rồi. Tại vì khi nó phản ứng á, thì nếu mà nó phản ứng với dạng oxy hóa khử á, thì số oxy hóa của nó chỉ có tăng lên thôi chứ không có giảm. Ví dụ hydro không thì lên cộng 1 thì nó phải là chất khử thôi. Magie không lên cộng 2, Al không lên cộng 3 thì nó chỉ thể hiện tính khử thôi. Chắc chắn là oxy nó giảm về trừ 2. Thì tính oxy hóa thì chắc chắn nitrogen là chất khử. Và cái điều kiện tác dụng này phải có nhiệt độ cao hoặc là tia điện. Nó khó phản ứng lắm chứ không phải dễ phản ứng ha. 66. Có thể thu được nitrogen từ phản ứng nào sau đây? Đun nóng dung dịch bão hòa sodium nitrat, sodium nitrat NaNO3 và ammonium chloride. Chưa, bây giờ mình chọn câu A luôn. Câu A luôn, dùng phương pháp A là cái em có ammoni. Cái phương pháp mà để điều chế nitơ á, thì người ta sẽ tổng hợp từ ammoni, không, ammoni clo, ammonium này, chloride này. Sau đó người ta sẽ cho tác dụng với natri nitrit này, sodium nitrit này. Thì nó sẽ cho ra nitơ cộng với NaCl cộng với nước. Cái này thì không cân bằng nha, các em hiểu phản ứng này để điều chế nitơ này. Hoặc là từ NaNO2 bão hòa. Người ta ghi nhiệt độ luôn, ta N2 cộng nước. Còn nhiệt phân muối, nếu mà nhiệt phân muối silver nitrat là bạc nitrat thì nó không thể là thu nitơ được nha. Bạc nitrat đó các em, thì khi mà nhiệt phân á thì tạo thành gì, tạo thành bạc luôn, cộng NO2 chứ không có nitơ nha, cộng NO2 cộng oxy là nhiệt phân muối nitrat. Còn nếu mà nhiệt phân muối đồng đi, nitrat á, thì nó sẽ tạo thành là đồng oxit chứ không có tạo thành bạc nữa. Chỉ sau đồng mới cho ra bạc, còn trước nó nữa thì cho ra oxit. Cộng N2 cộng oxy. Đấy. Tương tự sắt nitrat không quan thì mình phải viết cái dạng oxit nha các em. Oxit sắt chứ không có viết là sắt. Chỉ có hàng từ phía sau đồng thôi thì mới sinh ra kim loại, còn hai khí này giống nhau hết. Đồng mà tác dụng HNO3 đặc nóng thì cũng sinh ra NO2. Vì sản phẩm thu được là đồng nitrat hai lần cộng với NO2 cộng với nước. Cho muối amoni nitrat với dung dịch kiềm thì không thể nào mà cho ra N2 được, cho ra NH3 là khí mùi khai rồi, không, cho ra là gì, NH4 OH thành NH3 cộng nước, cộng với kiềm là kim loại kiềm kết hợp với NO3 thôi, không thể nào sinh ra được cái nitơ được. 67. Người ta sản xuất khí nitrogen trong công nghiệp bằng cách nào sau đây? Khí nitrogen là nitơ. Trong công nghiệp nha, cần với sản lượng lớn thì chắc chắn là chân cất phân đoạn không khí lỏng. Chân cất phân đoạn không khí lỏng là sao? Nghĩa là mình hạ cái nhiệt độ thấp xuống. Tại vì nitơ nó sôi ở, nó bay hơi ở nhiệt độ âm 196. Vì thế người ta sẽ hóa lỏng không khí, đưa đến cái nhiệt độ đó để cho cái nitơ nó sôi và nó bay hơi. Vì thế người ta sẽ thu được cái khí nitơ này.
Còn cái nhiệt phân này là thưa Peter là đây là trong 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 phòng thí nghiệm rồi. Dùng phosphorus để đốt cháy hết oxy trong không khí. Đốt cháy hết oxy trong không khí hả? Để thu được nữa. Này 7 nè. Cho không khí đi qua bột đồng nung nóng. Không được đâu các em. Tại vì đồng oxit nó chỉ tác dụng hydro đun nóng nó cho ra đồng. Cái này là đồng oxit nè, còn chất khử là hydro đun nóng, mà trong khi nó không tác dụng oxy đâu, tại vì bản thân oxy là chất oxy hóa, nó không thể tác dụng chất oxy hóa được để loại bỏ hết tất cả khí được. Khí tơ trong không khí rất là ít, hầu như không có đâu, ở trên cao thôi. Đây nó là khí nhẹ mà. Số 18, hiệu suất của phản ứng giữa nitơ và hydro tạo thành H3 tan. Nếu thì các em nhớ là cái phản ứng nitơ gồm H3 là một phản ứng tỏa năng. Có delta H âm á, tỏa năng. Vậy là mình phải là sao đây? Nhớ lại cái phương trình phản ứng N2 này cộng hydro thuận nghịch cho NH3. Đây là 2 này. Cái này là 3. Do đó mà khi mình tăng áp suất á, thì nó sẽ đi về theo chiều làm giảm số mol khí và đi chiều thuận và chiều thành tạo thành H3. Về tăng áp suất nha, này giảm sai này. Giảm sai. Đây là phản ứng tỏa năng, đây là phản ứng tỏa năng lượng, khi mà tăng nhiệt độ thì phải đi theo chiều tỏa năng lượng. Đi theo chiều nghịch chứ, tăng thu mà, đi theo chiều thu năng, có nghĩa là đi chiều nghịch. Chiều mũi tên này. Đấy. Vậy là mình phải làm sao để nó đi theo chiều tạo thành H3. Vậy là mình phải giảm nhiệt độ nha, giảm nhiệt độ để nó đi theo chiều tỏ, giảm tỏ, nghĩa là giảm tỏ là đi theo chiều thuận á. Tại vì tăng thu là tăng đi theo chiều nghịch rồi, là chiều mũi tên rồi, thì chắc chắn giảm phải đi theo chiều thuận. 69, tìm các tính chất không thuộc về nitrogen. Hóa lỏng ở nhiệt độ thấp. Đúng rồi, A196. Cấu tạo phân tử nitrogen là N liên kết 3 với N. Này đúng nè. Nặng hơn oxy là sai. Tại vì nó có 28 mà, trong khi oxy có 32. Tan nhiều trong nước là sai luôn. Ít tan trong nước. Kém bền. Dễ bị phân hủy thành nitrogen nguyên tử. Không thể nào mà kém bền được, nó rất là bền. Sai luôn. Vậy em nói một ý đúng à. Này hai ý đúng nè. A và B các em. Em chọn câu B. Trong phản ứng sau đây, nitrogen thể hiện tính khử. Tính khử thì phải tác dụng với chất oxy hóa thôi. Ở đây là chất khử hết rồi, kim loại chất khử là hydro chất khử rồi. OC. Ứng dụng nào sau đây không phải của nitrogen? Không phải nha. Sản xuất phân lân là không đúng rồi, tại phân lân là tạo ra phốt pho nha. Còn lại là bảo vệ máu này, do nó hóa lạnh á thì nó sẽ bảo vệ được máu, nuôi dưỡng tế bào, là môi trường trơ trong một số ngành công nghiệp thực phẩm, ngành công nghiệp ha. Nó là một cái chất có tính trơ mà khó học, nó sẽ bảo quản tốt. Câu 72. Tính khí nitrogen có thể được tạo thành bằng phản ứng hóa học nào sau đây? Nhiệt phân này là không phải rồi, mình mới vừa làm xong nhiệt phân, nó tạo thành NO2 cộng bạc cộng oxy rồi. Đốt NH3 trong khí oxy có mặt xúc tác là phần thưởng là BT, platin. Được nha, NH3 cộng oxy với xúc tác là BT. Nhiệt độ khoảng là vài trăm độ C đó thì nó thu được NO rồi, nó thu được NO. Thu được NO rồi. Không được. Này thu NO rồi tại vì có BT nha. Còn khi nào không có BT mới thu được N2. Cái này có trong sách giáo khoa, các em nhớ lại nha. Còn nhiệt phân này này, thu được nitrogen. Là đúng rồi. Này thu được nitơ cộng với nước. Các em nhớ phản ứng này nha, phản ứng này rất là đặc biệt, làm bài tập rất nhiều đấy.
Rồi. Còn thằng này nhiệt phân tùy theo nhiệt độ, nếu mà nhiệt độ nhỏ hơn 230 độ C á thì thu được N2O. Đúng không? Cộng N2O cộng nước. Nếu mà nhiệt độ cao á thì nó gây ra phản ứng nổ rồi. Nha. Vậy là mình chọn đáp án A nha. Cái phản ứng amonium nitrat này các em là phản ứng nổ, nếu mà nhiệt độ cao á thì nó sẽ ra phản ứng nổ, tại vì sinh ra nitơ cộng oxy. Và nitơ và oxy nó kết hợp, nó phản ứng, nó sinh ra nên phản ứng nổ nha các em. Phản ứng nổ đó. Câu 73. 73 này thì cũng dễ ha, làm luôn ha. Nung nóng 48 gram magie trong một cái bình chứa là 1 mol khí nitơ. Sau một thời gian đưa bình về cái nhiệt độ ban đầu, thấy áp suất khí trong bình giảm 5%, áp suất khí trong bình giảm 5% so với trạng thái ban đầu. À, tính thành phần phần trăm magie phản ứng. Trước tiên các em viết cái phương trình phản ứng đi. À, cái phương trình của kim loại magie là chất khử này, tác dụng với nitơ này, ứng nhiệt độ này, cho ra Mg. Các em nhớ là Mg hóa trị 2 nha, N hóa trị 3 đối với kim loại á. N2 cân bằng đi, này 3. Bây giờ mình phải tìm được số mol magie phản ứng ha, để mình tính được cái phần trăm. Số mol magie ban đầu thì các em tính là chúng ta có số mol magie ban đầu bằng khối lượng chia cho mol lớn. Khối lượng là 4,8. Mol lớn của nó là 24 dBc á, bằng 0,2 mol. Đúng không? 0,2 mol. Một cái điều đáng lưu ý là các em thấy rằng á, khi mà trong một cái bình rồi, sau một thời gian đưa bình về nhiệt độ ban đầu, thấy áp suất này, áp suất khí trong bình giảm. Áp suất khí trong bình giảm rõ ràng á, khi mà áp suất khí giảm á, có nghĩa là ứng với cái nitơ này nè, nó sẽ giảm đi, nó phản ứng á, nó giảm đi. Có nghĩa là nó phản ứng với magie á. Tại vì khí nó mới nén được, còn magie này chắc chắn rồi. Vậy là nếu mà áp suất trong bình giảm thì dẫn đến là số mol khí nó phải giảm. Theo cái phương trình này là các em chưa có được học, nhưng mà các em phải nhớ cái phương trình trạng thái của khí lý tưởng á, trong vật lý á, là BV bằng N nhân RT. Ứng với một điều kiện không đổi thì các em thấy rằng V không đổi, RT không đổi thì cái B nó tỷ lệ thuận với N. Từ cái phương trình trạng thái này này là B nó tỷ lệ thuận với N. Các em không cần cái phương trình trạng thái này các em cũng có thể suy luận được, nhưng mà các em cũng phải nhớ cái phương trình cho thầy. Là phương trình trạng thái khí lý tưởng, B là áp suất, V là thể tích, N là cái số mol, còn R là hằng số lý tưởng, T là nhiệt độ. Thì mình thấy rằng ở một điều kiện không đổi thì dẫn đến là B và N tỷ lệ thuận. Do đó khi mà áp suất khí giảm 5% thì số mol khí giảm 5%, mà ở đây chỉ có một khí thôi. Do đó cái số mol khí nitơ giảm 5% có nghĩa là nó đã phản ứng hết 5% rồi thì nó mới giảm, đúng không? 5%. Vậy là mình có được cái số mol nitơ phản ứng. Từ đây á là do là áp suất giảm 5% suy ra số mol khí cũng phải giảm 5%. Từ đó mình sẽ suy ra được số mol nitơ phản ứng. Số mol nitơ phản ứng bằng 5% ban đầu. 5% 5 chia 100 á là 0,05 nhân cho 1. Vậy nó bằng 0,05 mol. Đây là 1 mol này nè. 5% của 1 mol này nè chính là bằng 0,05 mol. Từ đó các em sẽ bỏ vào đây, các em có được 0,05 mol nitơ phản ứng thì mình nhân 3 chỗ này lên là 0,15 mol magie. Là phản ứng, từ đó mình có được phần trăm thì lấy cái phản ứng mình chia cái ban đầu thì mình sẽ có được cái phần trăm số mol hay là thành phần trăm magie phản ứng sẽ bằng 0,15 chia 0,2 nhân 100%. Chưa? Bằng 75%. Cái này là hỏi 15 nha. Đấy. 75% các em. Câu D. Câu 74, khí nitơ tác dụng với dãy chất nào sau đây? Nitơ thì nó tác dụng với những cái chất oxy hóa như là oxy này, liti, đồng oxit đó là chất oxy hóa rồi. Mình có thể loại câu này đi. Chắc chắn là câu B rồi. Nhôm nè, hiro và magie, kim loại và hiro là chất khử hết rồi. Câu 75.
75 này thì cũng không có khó ha. Đó là 75 luôn. Một cái bình kính thể tích 0,5 lít chứa 0,5 mol hydro, 0,5 mol nitơ ở nhiệt độ T độ C khi mà đạt trạng thái cân bằng thì có 0,2 mol NH3 tạo thành. Tính cái hằng số cân bằng KC thì em phải đi tìm nồng độ của NH3, nồng độ nitơ, nồng độ hydro. Giờ mình viết cái phương trình phản ứng ra. Hydro cộng N2 cho ra NH3, chỗ này 2 à, 3 ban đầu phản ứng và cân bằng. Thì ban đầu là các em thấy rằng lít có rồi này, 0,5 lít này à, chứa 0,5 mol đúng không? 0,5 lít chứa 0,5 mol tạo thành 0,2 mol. Vậy là mình để số mol vào nha. Ở đây mình tạo thành số mol này, để số mol vào cho thầy. Số mol ban đầu này là 0,5 hydro, 0,5 nitơ. Khi nó phản ứng á, thì mình chưa biết nó phản ứng bao nhiêu, nhưng mà mình biết được cái sản phẩm tạo thành của NH3 là 0,5 này, 0,2 chứ. Đây, chỗ phản ứng là 0,2 thì dẫn đến là cái cân bằng cũng là 0,2. Mình suy ra chỗ này 0,2 thì chỗ này là bao nhiêu? 0,2 thì chỗ này sẽ là 0,1 đúng không? Đây, tỷ lệ 1,2 mà. Chỗ này sẽ là 0,3. Đó, vậy là lúc này nó sẽ còn lại ở đây là bao nhiêu? Các em trừ đi thôi. 0,5 trừ 0,3 còn 0,2. Nitơ sẽ là 0,4. Hôm nay sẽ là 0,2. Rồi. Vậy là ở trạng thái cân bằng là mình đã có được số mol. Đây là số mol nha, đang mình đang giải là theo số mol nha, chứ không phải nồng độ mol đâu nha. Từ đó mình sẽ tính được nồng độ mol của từng khí nè. Từ đó nồng độ mol của hydro thì bằng số mol hydro là 0,2 ở trạng thái cân bằng đó, chia thể tích này, thể tích dung dịch đây này các em, 0,5 lít. Là nghĩa là mình nhân 2 chứ 0,5 mà nhân 2 đó. 0,5 là 1/2, đẩy 2 lên trên là 0,4. Tương tự nitơ 0,4 chia 0,5 luôn, 0,8. Và tương tự NH3 0,4. Từ đó mình sẽ có được công thức cân bằng KC bằng nồng độ sản phẩm mũ 2 lên này. Cái này có mũ 2 này, nghĩa là 0,2, xin lỗi 0,4 chứ, mũ 2 chia hydro là mũ 3 nha các em. Hydro, nồng độ hydro là 0,4 mũ 3 đúng không? 0,4 hydro là 0,4 mũ 3. Cái này 0,4 hả? Hydro là 0,3. Hydro không, đúng rồi. Nhân cho nitơ là 0,8 mũ 1. Nhân số 1. 0,4 bình phương trên 0,4 mũ 3. ba phẩy một hai năm. Các em chọn đáp án B nha. Câu 76. Khi mà có sấm chớp tia sét á, thì sấm thì sét á, thì khí quyển sinh ra khí NO nha, tại vì nitơ trong không khí chiếm 78%, kết hợp oxy khoảng 21%, với điều kiện tia lửa điện đúng không, thì sinh ra NO chưa. Và NO này hóa nâu trong không khí, nên sau khi mà tia sét thì sấm đánh á, thì lúc này mình sẽ thấy có một cái màu nâu nó xuất hiện đúng không? Đó là màu của NO2. 77. Trong công nghiệp thì người ta điều chế nitơ từ không khí đúng không? Tại vì không khí nó chứa rất nhiều nitơ, do đó người ta chưng cất phân đoạn bằng hóa lỏng không khí để thụ nitơ. Câu 78. Vị trí của nitơ trong bảng tuần hoàn là ô thứ 7 nha. Z bằng 7, chu kỳ 2, nhóm 5A, vì có 5E trong lớp ngoài cùng. Cấu hình của nó là 1S2, 2S2 và 2B3. À, có 5E đó, trong lớp ngoài cùng, nhóm 5A. Câu 79. Thể tích nitơ ở điều kiện tiêu chuẩn thu được khi nhiệt phân muối NH4NO2. Cái phản ứng này để điều chế nitơ là các em có NH4NO2. Chưa? Thì khi mà nhiệt phân thuộc N2 cộng nước. Các em thấy đây có 2 nitơ này, đây cũng 2 nitơ này. Chúng ta chỉ còn thêm vào 2 nước là đủ. Do đó số mol nitơ nó bằng số mol phân tử này luôn. Các em tính số mol phân tử này thôi. Từ đây mình sẽ có được cái số mol phân tử này sẽ bằng bao nhiêu?
là lấy 40 này chia cho mở lớn của con này là nhiêu này, 2 nitơ là 28 này, cộng cho 4 này, hydro là 1 chân 4 là 4 này, cộng O2 là 32 này. Đó, mình ra được là 5/8, nghĩa là bằng 0,625 mol. Vậy là số mol của cái phân tử này chính là bằng số mol nitơ luôn, tại vì tỷ lệ cân bằng là 1:1 do nó cùng số mol. Do đó các em lấy số mol nhân 22.4 và ra được thể tích nitơ là 14 lít nha. Tiếp tục câu 80, nitrogen phản ứng được với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây để tạo ra hợp chất khí nha. Hợp chất khí chỉ có câu B thôi, tại vì liti là muối rồi, nhôm là muối rồi, có kim loại là muối rồi, là muối rồi. Câu 81, X là một oxit của nitrogen, trong đó oxy chiếm 36,36% về khối lượng, công thức của X là. Thay vì mình dò đáp án nhanh, không cần phải đặt công thức là đi làm XY đâu, các em dò đáp án luôn, mình đoán thôi. Mình đoán những cái hợp chất nào đây, 36 thầy đoán là câu C, thứ coi oxy ở đây có một oxy thôi là 16, trên cho phân từ khối là 28 cộng 16. Rồi đúng 36,36% luôn. Câu C. Ví dụ NO thì các em tính là nhiêu, NO là có một oxy là 16, chia cho phân tử khối NO là 16 cộng 10, 14 là 30. Thì cái này khoảng là bao nhiêu? 53,3%. Em nhân trăm và để ra phần trăm nha. Đó, 53,3%. Câu 82. Thầy để câu 82 làm với câu 49 luôn nha. Câu 83, trong những nhận xét dưới đây, nhận xét nào không đúng? Nguyên tử nitrogen có hai lớp electron, đúng nha, nó có hai lớp, thầy vừa viết cấu hình xong, hai lớp đây. Lớp ngoài cùng có 3e là sai rồi, lớp ngoài cùng phải có 5e mới đúng ha. Số hiệu nguyên tử của nitrogen bằng 7. Đúng. Nó có ô thứ 7 mà, này đúng. Nhận xét không đúng hả? Vậy là mình chọn câu câu A luôn rồi nha. Câu 84. Các hình vẽ mô tả cách thu khí thường được sử dụng khi điều chế và thu khí trong phòng thí nghiệm. Kết luận nào sau đây đúng nè? Hình 3 là thu khí nitơ. Hình 3 là thu khí nitơ, khí hydro và khí NH3 là nhìn là sai liền, tại vì khí NH3 không thể thu được, tại vì NH3 tác dụng với nước rồi. Nó tạo thành NH4OH. Nghĩa là nó bị phân ly ra, nó tác dụng với nước rồi, thấy không? Tấn thùng nghịch. Rồi, cái này không được, loại. CO2 cũng tác dụng với nước, SO2 cũng tác dụng với nước cho ra axit H2CO3, axit yếu rồi. À, không được. Hình 3 thu nitơ, hydro, heli. Heli. Heli là khí hiếm. Khí trơ thì nó cũng không tác dụng, thì cũng có khả năng thu được nha. Khí heli này không phải là khí hiểu nhà kính nha, khí nhà kính nha các em, khí nhà kính là khí khác, khí kính là khí như nitơ chứ hả. Khí hydro, khí heli không phải là khí nhà kính nha. Khí hiếm, khí trơ. Cái này là HCl là không được rồi. C thôi. 85. Cho cân bằng sau, phản ứng thuận là phản ứng tỏ nhiệt. Phản ứng thuận là phản ứng tỏ nhiệt, nghĩa là phản ứng này delta H âm. Phản ứng thuận là tỏ nhiệt đó. Cân bằng hóa học không dịch chuyển khi, ở câu này trùng với câu nãy rồi, thêm xúc tác không ảnh hưởng đến dịch chuyển cân bằng. 86. Chất nào sau đây có thể làm khô khí NH3 có lẫn hơi nước? Thì phải dùng cái chất đó, nó không được tác dụng với chất NH3 nha. Làm khô thôi là nghĩa là nó sẽ hút nước hoặc là phản ứng với nước thôi, chứ không thể nào phản ứng với cái này. Vậy mình phải dùng một cái chất mà có tính kiềm nha. Tính kiềm. Nhớ là bột oxit này vẫn tác dụng với NH3 nha các em. Bột oxit này vẫn tác dụng với NH3. Chỉ có NaOH là tính kiềm thôi. Rắn thì nó sẽ hút ẩm, nó hút hơi nước đi. Ok. Còn H2SO4 đặc, dù nó hút hơi nước nhưng mà H2SO4 nó tác dụng, nó là axit tác dụng 3 giờ. Này oxit axit cũng tác dụng 3 giờ. Yeah. Câu 87, tính 3 giờ của NH3 do nó có khả năng nhận H cộng, nghĩa là nó còn cặp electron nha.
nó còn một cặp e trong tự do, nó vẫn còn hai cái e trong tự do đây này. Cái mật độ điện tích điện âm ở đây này, nó có thể nhận H cộng, do đó nó có tính 3 giờ. Câu A này. Câu 88. Oxy hóa NH3 bằng CrO3, crom 6 oxit á. Sinh ra nitơ nước và crom 2O3, crom 3 oxit. Số phân tử NH3 tác dụng với số phân tử crom O3 là. Mình vừa viết cái này viết ra phản ứng là cân bằng là tìm đấy. NH3 nè, tác dụng với oxit nè, crom O3. Không giống như tổng hợp cho này đâu. Thì thu được là N2. Giờ cân bằng nha. Bây giờ mình cân bằng ở đây thấy 2 nitơ này 2 đi, 2 crom này 2 đi. Đấy, giờ mình đếm oxy là 6 này. Hydro là 6, chỗ này là 3, đủ nha. Người ta hỏi là số phân tử NH3 tác dụng với một phân tử crom O3. Ở đây có hai phân tử NH3 thì tác dụng với hai phân tử crom 2O3. Vậy một phân tử NH3 thì tác dụng được với một, đúng không? Vậy là số phân tử NH3 chính là 1. 1 thì tác dụng với 1. Còn 2 tác dụng với 2. Nhưng do để yêu cầu tác dụng với 1 thì nó sẽ là 1. Tại vì tỷ lệ là 1:1 các em. Câu 89, dẫn khí NH3 vào bình clo 2 thì phản ứng tạo khối trắng đó là amoni clorua. N4Cl. 90, ammonia phản ứng được với nhóm chất nào sau đây? Ammoniac. Ammonia là NH3 đó các em. Tác dụng với nhóm chất nào sau đây? Clo được rồi này, N4Cl này, COO này. Tính kìm mất rồi không được. Các em nhìn vào kìm là các em loại liền nha. Cái này được nha, cái này kìm này. Cái này N3. Kìm thì nó được, cái này 90 à. Muối, dùng cái muối của kia, muối sắt trung bình, mới kim loại trung bình. Đây là muối sắt thì được này, okay, này được này, có B luôn này. Này là 3 giờ tác dụng axit là hiển nhiên rồi, tác dụng với COO là được rồi, oxy. Câu 91, vậy các chất đều phản ứng với NH3 trong điều kiện thích hợp. Để tác dụng NH3 thì em loại những cái trường hợp nào có tính 3 giờ trước đi, nè, bỏ đi. Này nó có tính 3 giờ rồi, tại vì trong nước, trong dịch nó phản ứng thành 3 giờ CaOH 2 lần liền. A thôi. 92. Cho các thí nghiệm sau, số thí nghiệm tạo ra đơn chất. Số thí nghiệm tạo ra đơn chất nha. Cái này là tạo nitơ rồi. Được một cái. Thằng này tạo oxy này, phản ứng điều chế oxy trong phòng thí nghiệm từ thuốc tím KMNO4. Này là phản ứng ở 8 mình học rồi. Nhiệt phân muối kali bimanganat á, cho ta oxy cộng K2MNO4 cộng MNO2 cộng oxy, cái này thuộc à. Thằng này NH4Cl có thể sinh ra khí Cl2 đúng không? Sinh ra khí Cl2. Này sinh ra khí Cl2 ha. Ag này nó sinh ra khí oxy ha. Số thí nghiệm tạo đơn chất mà. Số thí nghiệm tạo ra đơn chất à, đơn chất. Thằng này có tạo ra Ag. NH3 cộng oxy. Cái này là tạo, đây là NH4, cái này sai là 7. Này NH3 cộng với HCl chứ. Nhầm. Rồi. 3 rồi. Thằng này là amoni carbonat thì nó cho ra CO2 NH3 cộng nước. Đúng không? NH3 này. CO2 H2CO3 là CO2 này. Và nước 3, đây là NH3 này, hợp chất rồi. CO2 cũng hợp chất rồi, nước cũng hợp chất rồi. Hợp chất là chất tạo từ hai nguyên tố hóa học trở lên nha. Đơn chất là ví dụ nitơ là đơn chất từ một nguyên tố thôi. NH3 cộng oxy tất nhiên là nó cho nitơ rồi thì được luôn rồi. Khi nào có xúc tác thêm BT á thì nó cho ra NO nha. Vậy là có 4 nha các em. 4 1 2
ai xin lỗi, 2 nè, 3, 4 ha, 4. 93, phản ứng giữa NH3 với chất nào sau đây chứng minh NH3 thể hiện tính 3 giờ thì tác dụng với axit thôi. 94, người ta điều chế phân ure bằng cách cho NH3 tác dụng với CO2 nha các em. À, tạo ra ure đó, phân bón đó, phân đạm đó, cộng với CO2. Thường cái công thức phân tử ure mình sẽ khó nhớ lắm. Thì nhớ là NH2 hai lần CO cộng nước. Đây là ure này. Ure là phân đạm. Rồi, các em chọn CO2 nha. Hợp chất nào sau đây nitrogen có số hội số trị 3? Trị 3 nằm trong gốc nhóm ammonium hoặc là ammonia NH3 hoặc là NH4 cộng. 96 là các chất khí điều chế trong phòng thí nghiệm thường thu bằng phương pháp đẩy không khí. Cách 1, cách 2 hoặc đẩy nước là cách 3 như hình vẽ dưới đây. Người ta gọi là có thể thu dùng cách nào trong 3 cách trên để thu khí ammoniac. Không dùng là nước đâu, tại vì nước là trong NH3 mà. Và trong nước là nó phản ứng rồi. Nó cho ra NH4 cộng, nghĩa là cho NH4OH là không được. Tan trong nước rồi không có được dùng. Tan trong nước không được dùng. Cách 1 thì NH3 nó có 17 thôi, nhẹ không khí thì mình dùng cách 1 được nha. Cách 1 thôi, còn cách 2 không dùng được, cách 2 là không khí nó 29. Trong khi NH3 nó có 17 à, nhẹ hơn thì mình phải dùng là cách là mình phải nhẹ hơn thì mình phải dùng là úp cái bình xuống để khí nhẹ nó bay lên trên, nó nằm ở trên, không khí nằm ở dưới, chứ không dùng cách này là không được. Cách 1 thôi. Nha. Câu 97 thầy để ở cuối luôn là 3 câu nha. Câu 98, sản phẩm có phản ứng nhiệt phân nào sau đây không đúng? Này nhiệt phân đúng nè. Cái này thì chính lại N4Cl. Nhiệt phân không đúng ha. Này không đúng nè. NH4HCO3 nhiệt phân thì thu được NH3 cộng H2OCO2 đúng. Có phản ứng này không đúng nha. Câu 99, sục khí NH3 đến dư và dung dịch nào dưới đây thu được kết tủa? Thu được kết tủa, câu D. Tại vì nếu mà NH3 thu được kết tủa đó, thì các em nhớ là nếu mà NH3 tác dụng với muối này á, là Al3 cộng á, nó sẽ thu được là gì? Thu được AlOH3 lần. Cộng với NH4Cl chẳng hạn. Đấy. Thì thằng này nó sẽ không bị tan ra bởi NH3 dư. Trong cái bài học bài số 2 thầy cũng đã hướng dẫn cho các em kỹ một số cái cation á, cái tủa nó có thể tan trong NH3 dư, đồng 2 cộng tan này. Khi mà nó phản ứng chỗ này nó tạo thành đồng OH 2 lần, cái tủa cộng với NH4 Cl. Nhưng mà cái NH3 nó sẽ tạo phức chất với này, nó tan ra. Do nó không có tủa nó bị tan ra nếu dùng đến dư. Vì thế mình chỉ còn đáp án D thôi nha. Câu 100. Có các dung dịch riêng biệt không nhãn để phân biệt các dung dịch trên, người ta dùng dung dịch nào để phân biệt? Các em cứ nhìn vào những nhóm amoni như này là chắc chắn mình phải tìm cái OH. Ở đây có hai cái OH. Thì đây sinh ra khí mùi khai. Nhưng mà nếu em dùng cái Ba này thì trường hợp này là nó có cái tủa và có khí mùi khai, tại vì BaSO4 cái tủa. NH4OH này nó phân lên NH3 cộng nước, do đó có khí mùi khai và tủa. Thằng này chỉ có khí mùi khai thôi. Vậy là dùng cái này là hợp lý nha. Còn thằng này là có kết tủa nha. Vậy là một thằng có kết tủa rắn keo là thằng này là AlOH3 lần. AlOH3 lần. Thằng này vừa có kết tủa trắng và có khí mùi khai là thằng này. Thằng này chỉ có khí mùi khai thoát ra thôi. Câu D nha. 101 là amoni hydrocarbonate thuộc loại muối axit đúng không? Muối axit. Muối axit nha, chứ không phải muối kép nha các em. Thường thường muối kép á, là muối của nhiều cái kim loại và có một gốc axit thôi. Ví dụ như phèn nhôm là đất sét đó. Ví dụ như cái công thức là em học K2SO4 nè, Al2SO4 nè, 3 lần, 24 nước, đó, đất sét rồi đó. Cái muối này á, là nó có nhiều cái cation kim loại nhưng mà nó có một gốc axit thôi là muối kép. Yeah.
Còn cái muối hỗn tạp là cái muối mà nó có nhiều gốc axit, một kim loại mà có nhiều gốc axit, ví dụ như clorovôi á, CaOCl2 cái học ở lớp 9 á, nó có một cái gốc Cl trừ, Ca2 cộng, một cái gốc Cl trừ và một cái gốc ClO trừ, gốc này là có tính tẩy trùng tẩy uế đó các em. Đó, nó có gốc hai gốc axit, nó là hỗn tạp, nó có nhiều gốc hỗn tạp, muối hỗn tạp, một kim loại, một cation kim loại mà nhiều gốc axit. Còn muối kép là nhiều cái cation kim loại nhưng lại một gốc axit. 102 nhận xét nào dưới đây không đúng về muối amonium? Muối amonium kém bền với nhiệt là đúng rồi, nó kém bền với nhiệt, không? Tất cả muối amonium đều tan trong nước, đúng nha, cái gốc amoni là bốn là tan trong nước à. Các muối amonium đều là chất điện ly mạnh. Dung dịch của các muối amonium luôn có môi trường 3 giờ là sai. Tại dung dịch muối amonium có thể có môi trường axit nữa các em. Môi trường axit. Câu này sai này. Câu 103 trùng với câu nãy mình làm rồi nhưng mà nó khác số liệu thôi. Khi mà nhiệt phân cái muối này nó cho ra N2 cộng nước. Do đó cái này 2 nitơ này cũng 2 nitơ là bằng tỷ lệ 1:1. Do đó số mol nitơ bằng số mol của cái phân tử này. Các em tính số mol phân tử này thôi. Số mol thì bằng khối lượng là 16 chia cho M lớn. Hôm nay có 2 nitơ là 28. Này có 4. Này có 32. Em ra được 0,25 mol. Vậy là số mol nitơ cũng 0,25 nhân cho điều kiện tiêu chuẩn là nhân 224 là thể tích. Thể tích lấy số mol nhân 224 nha. Bằng 5,6. Ủa sao không có ta? 16. Ở đây ở điều kiện chuẩn chứ không phải điều kiện tiêu chuẩn nha các em. Ở điều kiện chuẩn. Ở điều kiện chuẩn thôi các em, đọc không kỹ đề. Thì nếu mình không nhớ thì mình bấm con số sắp xỉ cũng được, mình có thể là nhân 224 cũng được. 0,25 nhân cho đây là tính ra là 0,25 mol nha. Bây giờ nhân 224 thì mình dò những đáp án nó không có xích sao nhau thì mình có thể nhân 224 được, còn nếu mình nhớ là nhân 24 bao nhiêu ta? 24,79 sao? Nhân 24,79. Đó, không có đề được. Nhớ là 24,79 nha. Đó. Một môn khí ở điều kiện chuẩn nó như đây lít nè, một môn khí á. Còn ở điều kiện tiêu chuẩn là 22,4, còn ở điều kiện chuẩn là 24,79. Câu 174. Không tạo kết tủa khi phản ứng với hóa chất nào sau đây? Không tạo kết tủa nha. Là canxi carbonat là kết tủa rồi. Không được. Magie carbonat magie carbonat luôn, sắt carbonat thì chắc chắn là câu đề thôi. Thằng này nó suy ra khí mùi khai là NH3 cộng nước cộng cho Na2CO3. Cái tủ rồi. Muối được làm bột nở trong thực phẩm. Bột nở trong thực phẩm là có hydrocarbonate. Câu C. 106 hỗn hợp X chứa 2 mol Na3, 5 mol oxy, X và platin xúc tét ở nhiệt độ 900 độ C, thấy có 90% Na3 bị oxy hóa, lượng oxy dư. Vậy là mình sẽ viết cái phương trình này ra nha. Phương trình nhiệt Na3 cộng oxy, nếu mà nhiệt độ không á, thì cho ra N2, còn nếu mà có phần thưởng á, là platin á, thì nó cho ra NO nha các em, cộng nước. Cân bằng phản ứng này đi. Đây là 2 NH3 2 oxy, mà trong khi nó 2 hydro, 3 hydro đồng với cái này là 6 6 hydro chứ này là 3 nè, 3 6 hydro này, 4 oxy, 2 nitơ. Rồi giờ đếm oxy đi nha. 2 tơ đủ nha. 6 hydro đủ nha.
2, 3, 5. 5 chỗ này sẽ 5 phần 2. Rồi. Bây giờ các em để cái điều kiện nó kêu tính oxy dư mà oxy ban đầu là 8 mol. Vậy mình phải đi tìm cái thấy có 90% NH3 bị oxy hóa. Nghĩa là nó phản ứng hết 90%. Vậy cái số mol NH3 phản ứng này. Này, 90% bị oxy hóa nên nó phản ứng hết 90% rồi. Là 90% của 2 mol là 0,9, là 90% là 0,9 nha. Nhân cho 2 bằng 1,8 mol. Đây chính là cái NH3 phản ứng. Đây 1,8 mol thì các em suy ra cái oxy phản ứng là bao nhiêu? 1,8 nhân cho, nhân chéo lên đây nha, nhân cho 2,5. Sau đó chia 2 là bằng 2,25. Đó chính là oxy phản ứng. Ban đầu oxy là 5 mol. Đó mình suy ra oxy dư. Lấy 0,5 trừ cho 2,25 thì ra được 2,75 mol dư. Đó. Câu D. Để tách riêng NH3 ra hỗn hợp nitơ hydro NH3 trong công nghiệp người ta làm cách nào? Người ta sẽ nén và làm lạnh hỗn hợp khí nha. Tại vì cái hóa lỏng của NH3 là khoảng âm 33 độ C. Còn cái nhiệt độ âm này tới âm 250 rồi. Này âm 196. Do đó khi mình chúng ta hóa lỏng và đưa đến nhiệt độ khoảng âm 33,3 độ C thì lúc này thằng này nó đã bay hơi rồi. Nó có thể thu được khí NH3 từ việc nén làm lạnh hỗn hợp khí. Trong 108 trộn 300 lít dung dịch NaNO2 2M lớn với 200 lít dung dịch NH4Cl rồi đun nóng cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, tính thể tích khí thu được. Các em biết phương trình phản ứng ra, đây là phản ứng điều chế nitơ đó. Thì sản phẩm của phản ứng là gì? Cho ra nitơ nè cộng NaCl cộng nước. Đây các em đếm này là 2 nitơ, 2 nitơ, 1 natri đủ, 1 clo đủ, 4 hydro, 2 nước. Đến đây các em kiểm tra xem chất nào dư nha. Ở đây nó cho dư giả thiết này. Số mol này là 2 nhân 0,2 được là 0,4 nè. Thằng này là 2 nhân 0,3 được 0,6 nè. Vậy là tỷ lệ 1:1. Vậy là NaNO2 dư. Vậy là tính theo chất hết. Này là 0,4 thì cái này sinh ra là 0,4. Từ đây các em suy ra thể tích nitơ luôn. Bằng 0,4 nhân cho 22,4. Cái này điều kiện chuẩn nha. 24,79. 0,4 nhân 9,916, 9,92, câu C. Câu 109, hỗn hợp ít tan trong nước tạo dung dịch không màu. Dung dịch này không tạo kết tủa với BaCl2. Ít nó không tạo kết tủa với BaCl2. Khi phản ứng với NaOH thì tạo ra khí mùi khai. Chắc chắn là ít phải có NH4 đúng không? Đây là khí mùi khai này. Em loại câu B đi nè. Khí mùi khai. Khi phản ứng với HCl tạo ra khí làm đục nước vôi trong. Và làm mất màu dung dịch thuốc tím. Ở đây các em chú ý là vừa làm đục nước vôi trong thì có khả năng là CO2 hoặc là SO2. Và mất màu thuốc tím thì CO2 không làm mất màu thuốc tím nha, chỉ có SO2 hoặc là SO2 thôi, chỉ có SO2 là mất màu thuốc tím thôi, hoặc là SO2 là mất màu brom thôi. Do đó các em loại cái CO3 luôn. Vậy là các em chọn đáp án A. Đáp án A. Và ít chính là NH4H SO3.
khi tác dụng BACL2 thì nó sẽ là không tạo kết tủa. Còn trường hợp mà tác dụng với này nó tạo thành kết tủa BACO3 rồi này, không? Do đó mình loại cái điều kiện này là do khi phản ứng BACL2, còn hai đáp án này thì do là sinh ra một khí mùi khai là có NH4 và tạo ra một khí làm đục nước vôi trong là SO2 và CO2, nhưng mà CO2 không làm mất màu chút tím, vậy là còn SO2 thôi. Nha. Các em nhớ là khi mình để nhận biết được khí CO2 và SO2 á, tại vì nó cùng bản chất là một cái oxit acid, do đó mình không thể nào dùng những cái phản ứng như là vị tím hoặc là nước vôi trong được, mà mình phải dùng là thuốc tím hoặc là nước brom. Thì SO2 sẽ làm mất màu nước brom hoặc là làm mất màu thuốc tím nha. Cái phương trình phản ứng đó các em học ở lớp 10 rồi. Rồi chúng ta đi qua một số câu còn lại. Ở đây còn lại 3 câu chưa làm. Thì sẽ làm ngược lại nha. Câu 97. Cho 4 lít nitơ và 14 lít hydro vào bình ở điều kiện thích hợp. Hỗn hợp thu được sau phản ứng có thể tích bằng 16,7 lít. Tính hiệu suất phản ứng. Ở đây các em biết phương trình phản ứng là nitơ cộng hydro NH3. Này là ban đầu phản ứng và cân bằng. Ban đầu này là 4 lít, 14 lít nha. 4 lít. Bây giờ vấn đề ở đây là mình tính hiệu suất thì tính theo nitơ hoặc là hydro. Mình chưa biết nào dư cả. Thì mình có thể lập tỷ lệ, các em có thể lấy là 4 chia 1 so sánh với 14 chia 3. Nào lớn hơn thì nó dư. Chúng ta so sánh cái tỷ lệ là 4 lấy thể tích này. Các em nhớ là tỷ lệ về thể tích cũng là tỷ lệ về số mol luôn. Tại vì theo cái phương trình trạng thái khí tưởng đó, hoặc là sau này các em cứ nhớ là cùng điều kiện thì thể tích có tỷ lệ với số mol. Ở cùng điều kiện ở đây không nói điều kiện chuẩn thì em có hình dung là cái phương trình trạng thái là BV bằng NRT, hoặc là phương trình thể tích thì bằng số mol nhân cho 22,4, hoặc là bằng số mol nhân 24,79. Do đó thể tích có tỷ lệ với số mol, ở đây mình có thể lập tỷ lệ theo thể tích cũng được nha. 4, các em lập tỷ lệ nè là 4 trên cho 1 là hệ số cân bằng á, so sánh với 14/3. 14 chia 3 là lớn hơn 4 rồi đúng không các em? 4 3 12 á, để cho trắng này lớn hơn rồi. Vậy là cái hydro dư suy ra mình tính hiệu suất. Tính hiệu suất theo nitơ nha. Tính hiệu suất theo nitơ. Rồi đến đây mình sẽ thay vào như sau. Phản ứng mình chưa biết bao nhiêu cả, mình đặt nó là phản ứng là X. Đúng không? Thì hydro sẽ là 3X. 3X lít nha. Đây mình giải thêm lít nha. Rồi cái này sẽ là 2X. Ban đầu của nó là nitơ là 4, nên 14. Vì thế còn lại chính là 4 trừ X. Nên 14 trừ 3X lít. Và thu được 2X lít. Và tổng cái thể tích là 14,4 sau cân bằng. Thì các em sẽ có là 4 trừ X. Cộng nha, cộng hết cái này lại. 14 trừ 3X. Cộng 2X. Bằng 16,4 lít. Chỗ này chúng ta sẽ rút gọn là 2 nè. Này 2X ha. Này trừ 3X. Trừ 4. Trừ 4 cộng 2 là trừ 2. Trừ 2 chỉ qua là 2X. Này 4 là 18. 18 trừ cho 16. 18 trừ cho 16,4 đi. Em ra được là bằng 1,6. Sau đó mình chia 2 tìm được X. Bằng 0,8. Vậy là mình tìm được X bằng 0,8 ha. Vậy là các em đã có được cái nitơ phản ứng là 0,8. Ban đầu là 4. Từ đó suy ra cái hiệu suất. Hiệu suất sẽ bằng phản ứng là 0,8 chia cho ban đầu của hydro là nitơ là 4 nhân 100% là khoảng 20%. Các em chọn đáp án là B. Câu 82, cho bình kính 0,2 mol nitơ, 0,8 mol hydro xúc tác thích hợp sau một thời gian thấy tạo 0,3 mol
N3 tín hiệu xúc phản ứng tổng hợp. N2 cộng hydro cho ra NH3 2 3. Đến đây các em thấy rằng ban đầu này là 0.2 này 0.8. Phản ứng này chưa biết này, còn cân bằng. Thì bây giờ á mình phải tính. Đến đây các em đi so sánh tính theo nào nha. Lấy 0.2 chia nitơ là 1. So sánh với 0.8 chia 3. 0.8 chia 3 chắc chắn phải lớn hơn 0.2 rồi. Đúng không? Vậy là suy ra mình tính theo nitơ nha, tính hiệu suất theo nitơ nha các em. Tính hiệu suất theo nitơ thì chúng ta sẽ có là thu được này 0.3 mol NH3 thì phản ứng thu được 0.3 này. Thì còn cân bằng 0.3 này. 3 thì chỗ này sẽ là tỷ lệ là mình tính theo nitơ đúng không? Thì mình khỏi siêu chỗ này cũng được, mình siêu chỗ này 0.15 luôn. Vậy là mình có được cái nitơ phản ứng rồi. Từ đó các em có được hiệu suất sẽ là lấy phản ứng là 0.15 chia cho ban đầu là 0.2. Vậy là bằng 0.75, là bằng 75%. Yeah. Câu 49 các em sửa lại đáp án C là 414 nha, chứ khỏi 114 đâu. Cho 300ml dung dịch H2SO4 0.1 m lớn, HNO3 này, HCl tác dụng với V-ml dung dịch 2 cái 3 giờ. Thu được dung dịch có pH bằng 2. Ở đây các em không thể nào viết từng cái phương trình phản ứng được. Do đó, cái phản ứng giữa axit và 3 giờ thì các em sẽ viết cái phương trình ion thu gọn giữa H cộng cộng OH trừ thôi cho ra nước. Chưa? Đến đây mình phải đi tính số mol H cộng và số mol OH trừ. Thì cái số mol H cộng được tính trong axit là các em nhớ này H2SO4 có 2 hydro. Do đó nó phân đi ra 2H cộng. Do đó tỷ lệ là 1:2. Vậy là số mol H cộng bằng gấp đôi số mol phân tử. Do đó thầy tính được cái số mol của H cộng ở đây sẽ bằng 2 lần số mol H2SO4. Đúng không? Cộng cho ở đây HNO3 có 1 hydro thôi nên nó phân ly ra 1 H cộng. Nên số mol H cộng bằng số mol HNO3 luôn. Cộng cho số mol HNO3. Rồi cộng cho số mol HCl. Ở đây số mol phân tử H2SO4 các em mấy nồng độ mol nhân thể tích là 0.3 nhân 0.1 được 0.03, sau đó nhân 2 lên là 0.06. Số mol HNO3 chính là 0.2 nhân 0.3 được 0.06. HCl chính là 0.3 nhân 0.3 là 0.09. Từ đó các em cộng ra được là 0.21 mol. Chưa? Tiếp theo các em tính số mol OH trừ. Số mol OH trừ thì các em thấy rằng NaOH nó phân ly ra một OH trừ thôi. Nên số mol OH trừ bằng số mol phân tử. Vậy là sẽ bằng số mol của NaOH. Tương tự KOH cũng phân ly ra một OH trừ thì nó bằng số mol KOH. Cộng lại số mol NaOH em lấy 0.2 nhân cho V. 0.2V. Cộng cho 0.29 nhân cho V. Các em nhớ V trong đây thầy giải đơn vị là lít nha. Tuy đề bài yêu cầu tính V ml thì bây giờ mình gọi V là lít. Đến đây các em thấy rằng đề bài dung dịch thu được là có pH bằng 2. Chúng ta suy ra được cái nồng độ H cộng á thì bằng 10 mũ trừ pH. Nên sẽ bằng 10 mũ trừ 2 bằng 0.01 mol trên lít. Vậy là sau phản ứng á là H cộng còn dư. Dư là 10 mũ trừ 2. Nồng độ mol là dư 10 mũ trừ 2, vậy là OH phải hết thì các em thay cái OH vào đây. OH hết nha, OH hết thì chúng ta tính theo OH. 0.2 cộng 0.29 là 0.49V. 0.49V. Từ đó H cộng sẽ là 0.49V. Vậy là H cộng phản ứng là 0.49V và ban đầu của nó là 0.21. Chúng ta suy ra số mol H cộng còn dư. Thì mình lấy 0.21 trừ cho 0.49V. Đó là suy ra nồng độ H cộng dư. Nồng độ H cộng dư thì bằng số mol chia thể tích. Số mol dư chính là 0.21 trừ 0.49V chia cho nồng độ mol thì bằng số mol chia thể tích nha. Thể tích là sau khi trộn 300 với V. 300 là 0.3 lít cộng cho V. Đấy. Và bằng đúng 0.01. Đấy, đây chính là cái phương trình để các em tìm được V. Trong đó V là lít nha, chứ không phải là ml. Rồi đến đây mình giải phương trình. Ha. Rồi là các em bấm máy cũng được. Chúng ta sẽ cứ bấm vào đây. 0.21 trừ 0.49V. V là ít á.
trên cho 0,3 cộng cho V bằng alpha bằng 0, rồi đến đây cái bấm shift show nha, shift show chờ nó máy nó chạy nha. 0,414, từ đây mình sẽ suy ra được V bằng 0,414 lít nha. Từ đó mình đổi sang ml là bằng 414 ml nha. Đây là mình chọn đáp án là C. Rồi, tôi cảm ơn các em theo dõi hết video này. Chào các em.